Lan Còi TV xin kính chào các cô chú anh chị yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc ạ. Thì để tiếp nối cái video event hôm nay thì em cũng có một cái mini game nho nhỏ để gửi tới cô chú anh chị. Thì em có một cái chậu đào cơ như thế này. Nó gồm có 1, 2, 3, 4, 5 thân. 5 thân và em đã trồng sẵn như này rồi. Đấy. 5 thân đào cơ và đã trồng sẵn ở chậu rồi. Chậu này là chậu muống nhưng mà chậu muống xi măng cô chú anh chị nhé. Thì tiếp tục đi video thì hôm nay em cũng có một cái mã vạch như thế này. Thì cô chú anh chị dự đoán đúng hai số cuối của cái dòng mã vạch này thì em xin gửi tặng cô chú anh chị cả cái chậu cây này. Đấy, cái chậu cây đào cơ thì đào cơ là một cái giống cây màu đỏ hồng. Đấy, cũng là một cái dòng cây truyền thống của Trung Quốc, rất là phổ biến ở Trung Quốc và rất hợp khí hậu Việt Nam. Nhiều cô chú anh chị chia sẻ thì nói là cây này khó thuần nhưng mà cũng còn tùy thuộc vào cái điều khí hậu khi mà cô chú anh chị chúng ta lựa chọn cái địa điểm đặt chậu địa lan thì cần có một cái môi trường khí hậu tốt cho nó. Thế như nhà em thì trồng thuần cây thì khá là không cầu kỳ đâu, nhà em cứ trồng này thôi. Hầu hết các cây từ đầu đến ta thì đều rất là khỏe. Đấy thì em xin phép gửi tới cô chú anh chị món quà tặng tiếp theo này, cũng là một chậu đào cơ 5 thân. Đấy, thì cô chú anh chị mỗi người đoán một số, hai chữ số nhé. Đấy, hai chữ số của đuôi của cái mã vạch này. Thì chủ nhật tuần tiếp theo em cũng sẽ công bố kết quả mini game ạ. Thì cô chú anh chị bình luận từ giờ đến chủ nhật, hôm nay là chủ nhật, tuần này là còn 7 ngày nữa cơ. Đấy, thì cô chú anh chị mỗi người có lựa chọn một số thôi cô chú anh chị nhé. Rồi, tiếp theo thì em xin phép là chia sẻ giống cây đào cơ tới cô chú anh chị. Nên một chậu này em tặng thì một chậu này tương đương với tầm khoảng 400 đến 500 nghìn một chậu cô chú anh chị. Đấy, cô chú anh chị mua thì liên hệ em nhé. Em có rất nhiều cái chậu đào cơ như vậy em đã trồng cho cô chú anh chị rồi. Đấy, cô chú anh chị mua thì là em sẽ gửi cả chậu luôn. Mà cô chú anh chị nào muốn nhổ chậu thì em cũng nhổ chậu để phục vụ cô chú anh chị. Đấy, một chậu như này thì tương đương tầm 400 đến 500 nghìn. Đã có một chậu đào cơ rất là đẹp để chơi rồi. Ngoài ra thì em còn có ở đây hôm nay em xin phép đăng bán một chậu hương cắt cát đấy. Đang bán một chậu hương cắt cát đây. Hương cắt cát chậu này có hai thân với một mầm đang nhú đây rồi. Chậu này em xin báo giá với cô chú anh chị là 600.000, hai thân một mầm 600.000. Hương cắt cát bông rất to, bông to như này. Hoa thì em sẽ để lên hình để cô chú anh chị có thể tham khảo. Đấy, hương cắt cát một chậu hai thân 600.000, đã có một mầm hai thân 600.000, đã có một mầm. Tiếp theo em xin đăng một chậu nữa đi, chậu này thì có bác chốt rồi. Chậu này một củ dài một lá kìa, với hai mầm, một mầm bên này và một mầm này rồi. Cây này thì nó hơi nhỏ một chút. Cây này em xin bán với cô chú anh chị là cả chậu nhé, là 400.000, 380 đấy ạ. Chậu này 380 cô chú anh chị nhé. Hương cất cát ạ. Rồi thì ngoài ra thì em có thanh ngọc lá biên. Thanh ngọc lá biên thì hôm nay em xin đăng chậu này một chậu đi. Đấy, hai thân và đang có một mầm. Hai thân và đang có một mầm thanh ngọc lá biên ạ. Em xin chia với cô chú anh chị là 300.000 chậu này. Gửi cả chậu cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị nào muốn nhổ cây thì em ship cây cho cô chú anh chị. Còn gửi cả chậu thì cô chú anh chị thì chịu thêm một chút tiền phí ship ạ. Đấy. Thì video của em hôm nay cũng xin được dừng tại đây. Cô chú anh chị nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cũng như là theo dõi những cái video mới nhất của Lan Còi TV ạ. Đấy, phần quà đào cơ này thì chủ nhật tuần sau em sẽ công bố cái kết quả, cái con số hai số cuối của cái dãy số mã vạch này. Thì mỗi người chỉ bình luận
một con số thôi cô chú anh chị nhé. Được, xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ạ.